dầm này nữa. Móng đá này là quá khỏe rồi đấy. Hả? Móng đá này là khỏe lắm. Nhưng mà không cần nữa hả Thảo? Vùng vẫn phải dầm. Vẫn cho một lớp mỏng mỏng mà này. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, dây cước kìa, dây cước kìa. Được thì sau này từ giờ đến Tết mà con bán được mặt hàng, các mặt hàng nữa con xây nốt cho bà Máy. Bà Mận, nếu mà bà Máy tại vì cũng không trồng được ngô, già rồi yếu rồi, không trồng được ngô thì đổi luôn cái nương ở trong đấy, đổi ra ngoài này. Nước về lên téc nhá. Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì anh em Tất Thắng cùng với cả bạn Sự đấy, bạn Sự sẽ lần đầu tiên làm thợ chính. Đấy, sẽ làm ngôi nhà cho ông ngài. Là nếu mà ngôi nhà này mà các bác mà thấy nó đẹp thì các bác cho bạn Sự một nút đăng ký. Đấy, còn nếu mà nó xấu thì các bác hủy đăng ký luôn. Đấy, tại vì là ngôi, mấy cả ngôi nhà này thì bạn Sự là ở đây là Thắng quay để chia sẻ cho rõ quý cô bác anh chị nắm được. Hai bố con bạn Sự là tình nguyện về đây làm nhà cho ông ngài. Đấy, không lấy bất cứ 1.000 tiền công nào. Đấy. Thế nên là cũng giống như bạn Tủa ấy, mấy cả bạn Thảo Mỹ Linh ấy, hay là như bạn Mông Thanh Hiệp ấy, sẽ hỗ trợ Tất Thắng ở một số nơi ấy. Đấy, thì bạn Sự cũng vậy. Đấy, bạn Sự sẽ hỗ trợ Tất Thắng ngôi nhà của ông ngài ở đây. Đấy, hai bố con bạn Sự. Nếu mà các bác nào muốn xem chi tiết ngôi nhà của ông ngài thì có thể đón xem qua kênh của Sự Lúng Cáng để nắm được về ngôi nhà nó hoạt động như thế nào, xây dựng nó ra làm sao. Đấy, còn sáng nay thì anh em Thắng hiện giờ bây giờ thì sẽ răng dây và làm một tí hương khói đấy, để xin phép động thổ. Bây giờ đang căng dây rắc móng. Anh Sự hỗ trợ dây kéo để tí nữa đo xem mỗi chiều 4m3, một chiều là 7m. Có bếp luôn rồi nha. Đang bảo này là cái tôn ý, à cái mái pờ lô này ý, mà lập là lập bằng cái xà sắt có được không? Vẫn được chứ đúng không? Được mà. Ừ. Dùng máy vít được mà. Vẫn được thì nhưng mà được. Có máy vít đâu? Không. Phải có máy vít. Phải có điện. À. Không, cái máy điện ấy, cái máy điện mà mấy trăm nghìn mà. À. Dùng bằng pin thôi. Còn đóng đinh không đóng được đúng không? Đóng đinh vẫn được nhưng mà nó không căng bằng vít. Thước đâu? Căng đi. Thước đo đâu? Bằng tôn thì bờ lô thì lấy dây sắt néo nhanh nhất. Thước đo đâu? Lập bờ lô. Lập bờ lô lấy dây thép méo rồi. Ừ. Buộc dây thép buộc rồi. Ừ. Ai bảo bảo con gà đây kế xếp xôi với cả xếp đồ lên. Gà thắp hương. Ra cầm cái kia. Kéo ra đi anh Sự. Anh Sự kéo đi. Đấy là 4m03 chứ. 4m3 mà anh. Anh kéo ra. Kéo nữa đi. Đây là 4m1, 4m2, 4m3. Ừ. Rồi đấy, ok. Rồi. Lùi vào cái chỗ cọc kia đi. Rồi. Không. Lùi vào chỗ cọc kia. Thằng Sự nó không biết làm. Nó thợ chính rồi. Đúng mấy bà đấy à? Đấy. Đấy, kiểu. Cái này nhá.
Mày lấy cái bông hoa thì cài vào cái chỗ cái mỏ. Không, kéo ra đây nữa. Để kéo vào. Đây, này. Có tóc rửa. Không à. Chai rượu, chai nước nữa lên. Có đang đứ. Kiểm nhà cá hừ ấy. Dây thế sao lại cắt đi? Để, lúc này để đây làm rối mất rồi. Bảo không có ai cầm làm rối mất đây. Đấy này mà. Chưa, bỏ mâm cơm ra chỗ kia. Kê à, anh sư anh Hồng ơi. Anh Hồng. Xem có cái gì kê để cái mâm cơm kia cái. 4 mét mấy đấy? 4 7 mét đấy. 7 mét à? 7 mét 6. Củ bì. 7 mét 6. Ừ. 4m3, 7m6. Tấm ván có. Được tấm ván không? Đấy, đấy, tấm ván đấy. Đặt ra kia. Ôi dưng, ôi ném bung ấy à. Ôi nhồng này. Đấy, châm hương đi cho anh Hồng, anh nói tiếng Mông mấy câu. Có bảo ông ngài xuống không? Vâng. Ừ. Không bảo. Cứ châm hết đi ông, cắm mấy que xung quanh cũng được. Mấy mét đấy? Rộng này cả. Phải 7 mét 6 không? Xong à, để đấy anh Hồng cầm mấy que nói không à, ấy nhá. Xong à, xong phát là anh à, lấy cái đây nào, mà cái cục kim này, cái cục kim này bổ ba phát nhá. Cuốc đấy, cuốc như Momo ấy nhá. Xong ấy là cuốc ba phát. Anh cứ nói tiếng Mông của anh ấy, hôm nay ngày bao nhiêu. Đấy. Con động thổ làm cái nhà cho ông ngài ở tiếng Mông ấy, ông ở đây thần linh thổ địa như thế phù hộ đồng trì cho nhé. Xây nghiêng xong chát nhá. Đấy thì đã được dày 15 rồi. Đấy đây là xây nhà này nhà chát đấy. Ờ. Đâu rồi, thước đâu căng đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rót rượu đốt nến. Mở chai nước ra. Bát để xếp ra ba bát riêng ra. Đó, cho đũa gác lên. Đấy, xong cắm cả nắm đằng trước này luôn. Đấy. Cả nắm luôn. Không cắm xung quanh này. Ôi, xung quanh không cần, cắm đấy giữa đấy là được. Thôi cắm linh tinh làm gì? Một phát vào giữa thôi. Đừng có cắm linh tinh ra ngoài nữa. Anh cứ bảo cắm linh tinh quanh em mà đói mà khát linh tinh liền thiên về hết thì chết. Rồi, đấy. Được chưa? Rồi. Đấy, cái để đấy hút rồi. Hút bốn góc. Đấy, ba cái thôi. Ba cái nhá. 1 2 3. Rồi. Rồi. Rồi tí nữa cái là cho sự béo vào việc luôn. Đã, tí nữa xong là đào móng luôn đấy, 4 người ông đào móng luôn đấy. Tí nữa đổ đá rồi, đổ đá mới xin. Chiều nay là móng là phải xong rồi. Chỉnh gì? Chưa vuông phải không? Chưa vuông à? Chưa vuông á. Thế bây giờ chỉnh đi. Chỉnh. Cái này đo cứ đào xong thì nó đo sao không được mà. Sao lại cứ đào xong đó? Đào đưa đào đưa làm móng luôn à? Ờ. Bây giờ từ này đào làm móng. Móng luôn đấy. Tưởng là làm cái nền và bằng thôi mới đào móng chứ. Làm móng xong hất đất vào trong nền luôn. Đào cái này hớp đất vào ấy luôn. Hất vào trong hết luôn. Bây giờ đào luôn là móng luôn. Mặt đây này. Cái mặt nền sau này đổ bê tông là phải cái mặt nền nó phải cao bằng này. Đất còn phải bù vào đấy. Đất nó phải đấy nó phải cao lên tầm đấy. Bước xuống một bậc. Nhà ông ngài tại vì nhà ông ngài đường này nó sẽ họ sẽ đổ bê tông lên. Đúng không? Rồi nhấc dây đi để ấy thôi. Để đào thôi. Tủa nét ở này một tát tủa tao.
Ít lần cháy tụi tôi, ít lần cháy tụi tôi. Cái gốc kia để nghiêng như thế. Cái này để nghiêng thôi. Chỗ này để nghiêng. Cước đây. Cái này xịn lên. Cước. Mai là tôi không lên nữa đâu nhá, là tự các ông các diễn đấy, các làm đấy. Hôm nay tôi ở đây tôi chỉ đạo được thôi, móng miếc thôi còn đâu. Mai xây xước như nào đấy là toàn các ông đấy. Đường hướng chưa? Chuẩn chưa? Thế rồi cho đào đi. Anh có cái chuyển này. Có cái gì để bắt góc vuông đi. Chỗ này ra đây là một cái lò. Nhô ra đây. Đấy, cái đấy sau tính sau. Sẽ để một cái lò để đun ở đây. Đấy, và chỗ này một nửa đây là để làm lò, một nửa đây là có cửa đi ra vệ sinh khép kín luôn trong này. Nhà tắm nhà vệ sinh đấy luôn. Chứ còn không để cho phải đi chạy ra ngoài đâu. Mưa gió này mà đi ra ngoài chết. Còn cái lò thò ra, vừa chia đôi cái ngăn này ra. Một ngăn là lò, một ngăn là nhà vệ sinh. Lò bếp. Lò bếp. Tốt nhất là vệ sinh như ở trong. Lò bếp đun ngoài. Đấy. Cái cửa lò này. Đấy, vệ sinh đây. Ngủ nằm bên này. Cửa bên kia. Hợp lý chưa? Hai cái à? Mấy cả tôi đang như thế như này là sợ là rộng ấy. Một cái cửa sổ bên này. Như này là đặt cái giường quá rộng luôn. Sợ là rộng mà nó lạnh. Đúng rồi. Tại vì đã lò và nhà vệ sinh ra rồi. Không thì thế là dồn sang khoảng là làm 5 6 mét. Kia nhá, cái giường kia. Ra nữa. Giường kia và đấy. Bàn ghế. Trừ ra 1 mét kia ra xong là làm cái lò. Đây đang là 7 mét mấy? 7 mét 6 rồi ấy. Lấy 6 mét 6. Lấy 6 mét 6. Trừ ra 1 lùi lại 1 mét lùi lại đây. Đánh lùi lại. Không kể nó căng kiểu này chứ nó trừ ra cũng được. Trừ gì? Nó trừ ra 1 mét lên vào thang được. À được. Cái đường này. Ừ. Nhớ là lùi giật lại 1 mét. Đi luôn vào trong giấy đi không quên. Lấy bút ghi luôn vào. Biết ghi rồi. Luôn vào đầu rồi cần gì nữa. 6 mét 6. Được rồi. Lùi 1 mét. Được rồi, đào đi. Đào móng đi. Lùi vào đầu. Chiều sâu là 4m 30. Cứ thế nhớ mà ghi luôn vào trong sổ thì quên nhớ đâu tí. Anh quên sợ quên. Trên chú trên anh chú quên thì sao đúng không? Thì nó cái lá. Cái tô ở nó này. Đó là con cái nhà nó cơm thôi. Nay chạm thế này. Ừ. Mày được gọi cái kia từ từ. Xong à xin cắm hương ra bên cạnh đi xong à chờ một lúc nữa. Chờ một lúc. Xong à bê về đốt tiền vàng đi. Đốt đi, đốt đi. Chú à đừng đốt rồi. Tí đốt cái kia. Ừ. Chờ cho cháy tí nhá. Kế bơm thêm cho tuần rượu nữa vào. Cái này đã tắt luôn rồi.
cái cây sắt của nó, cái chiều dài này nó dài mấy mét nhỉ? 6 mét. Ờ. 6 mét. Hay là mẹ sợ 6 mét. Làm 6 mét. Thì vừa cái cây sắt đấy đỡ phải hàn xì. Đúng rồi, đặt luôn. Ờ. Cây sắt kia nó 11 mét mà. Úi giời, làm gì cây 11 mét của một cây dài. Chiều đồng ra 6 mét. 6 mét sửa. Thế thì bây giờ tôi nghĩ này. Cây xả thì 6 mét thôi. Ờ đấy, tôi đang bảo cái cây dọc này này họ làm đi. Làm cho nó đúng 6 mét được. Ờ. Đi luôn. 6 mét. Đây cứ đào ngay đi. Cho nó đào ngay xong rồi đo lùi lại là 6 mét. Cho nó vừa cây sắt luôn. Rồi, vừa 6 mét. Là dài. 6 mét mới 4 mét 3 là 6 4 24 3 4 12. Cái nhà bếp thì 25 hay 60 mét. Tại vì có nhà tắm, nhà mà bếp lò riêng mà. 6 mét là rộng rồi. 6. Kê mỗi cái giường với cả bộ bàn ghế mới ấy ngồi. Mình rộng. 6 mét quá rộng luôn. Ờ. Trước mình 4 người ở cái nhà 6 mét còn. Ừ. Được rồi, ok. Sao chế bây giờ móng bao nhiêu thì căng dây luôn để đào. Đằng này thì cứ đào đi, còn đến chỗ kia nó cắt hụt lại. 6 mét thì 7 mét 6, trừ đi 1 mét 6. Giật lùi đằng kia lại là 7 mét 6. Trừ đi 1 mét 6. Là còn 6 mét. 6 mét nhưng mà ông vẫn nói giật lùi thôi nha, ông vẫn phải kiểm tra đó chính xác đây nha, không đến lúc cây sắt nó hụt mát thôi là dở hơi. Đúng rồi. Hiểu chưa? Là bằng đá, xong mai bắt đầu lên đến xem gạch chứ vẫn phải đo đấy. Ừ. Mai lên trồng gạch bắt đầu. Không mai lúc cây sắt lên lại, ôi Thắng ơi, hụt mất 10 phân. Là đỡ phải máy hàn, máy miếc gì cả. Đấy là không phải hàn luôn. Ờ. Lúc bị cắt thì bảo mấy sắt họ cắt cái nhà bếp cắt cho đủ luôn, mình không nên chơi công máy móc nữa, là ở dưới chỗ bán là cắt cho luôn. Ừ. Cái nhà bếp mình làm đua ra bao nhiêu. Bếp là xây lò luôn, vút đúng khói luôn mà. Tắm mà vẫn phải lợp. Ờ, nhà tắm. Nhà tắm đổ máy bằng. Nhà tắm đổ máy bằng à? Ừ. À, thế thì thế không cần. Để tét nước lên chứ. Ừ. Đổ trong đi không? Ông định lấy cái cát này. Đầy cát mà anh. Hiếu gì? Anh Hồng ơi. Không cần đâu. Cát cho hết vào nền đi. Đừng xa đây nữa. Bây giờ hất hết rồi, con cao lên cơ mà. Anh tính nha, nó còn bằng cái mặt này này, đó, mặt cái dây cước này này. Cắt đi vào trong đi. Nốt chỉ một tí thôi. Con chậu ở trong này nhiều thôi. Cái này đến nền là được, đến đất phải là được. Thế xe đá tôi sợ thừa ấy. Đây kìa. Ừ. Đây kìa, nước xe cả xe nữa. Thoải mái luôn. Xe đá cơ mà. Xe đá làm móng mà. Một xe đấy có hơn 3 khối được mà, thoải mái. Đá nó dùng nhiều thế. Xây vòng đá cơ mà. Xây vòng đá dùng bao nhiêu đâu. 3 khối nổi. Hơn 3 khối nổi thì nó có bao nhiêu. Không thì làm sao nó chở sao. Hơn 3 khối đá nổi thì nhân với 1,3 đi là chỉ còn bao nhiêu. Sự ơi, biết là ông biết xây cái vòm bếp lò rồi đúng không? Cái vòm lò lấy khói này này. Thu ấy. À. Đó. Ông làm nào mà nhìn nó phải ngon nghẻ vào nhá. Xây nhà người ta như xây nhà mình nhá. Biết rồi. Ông ngài ấy. Hôm qua là ông bận đưa con đi làm căn cước coi, còn không tôi cho ông lên đây để gặp ông ngài luôn rồi đấy. Hôm qua làm cả ngày luôn. Ừ. Đông lắm, có một số hôm qua đi làm còn hôm nay lại đi làm tiếp ấy. Đông quá không làm được, đấy. Mình là thuộc hàng nhanh nhẹn đấy, mới làm được đấy, đúng không? Đây là con trai của Sự. Đi làm đấy đi. Ừ. À. Cho cháy tí nữa, để tí nó rót thêm tuần rượu nữa, 3 tuần rượu vào. Các cụ chưa ăn xong, các cháu để con mang đi, các cụ véo tai. Ừ. Các thần linh thổ địa ở đây cũng chứng kiến rồi. 30 à?
bọn con đến đây cũng làm việc tốt thôi. Đấy là mong sao là ông ngài là có được cái chỗ mà ở nó đảm bảo về da. Chỗ này mưa gió thì đảm bảo hết rồi. Đấy, con xây cho ông là tường bê tông những thứ rồi chát chít nó đầy đủ cho nó đảm bảo. Đấy, gió rét thì không bị gió nữa rồi. Đấy. Nếu mà còn bằng bà máy nữa, nếu mà bà máy mà ở chỗ trung tâm thôn, chỗ gần điểm trường ấy mà có đất thì Thắng sẽ hỏi xem, nếu mà được thì sau này từ giờ đến Tết mà con bán được mặt hàng, các mặt hàng nữa con xây nốt cho bà máy. Nếu mà bà máy tại vì cũng không trồng được ngô, già rồi yếu rồi, không trồng được ngô thì đổi luôn cái nương ở trong đấy, đổi ra ngoài này. Đấy, xem có ai đổi không anh Hồng ạ. Bán hoặc là đổi ấy. Đấy. Là ra ngoài này mua. À, đấy, ra ngoài này, nhưng quan trọng ngoài này có ai bán cho để ấy cho đúng không? Thế là đưa bà máy ra là mình xây luôn cho bà luôn. Bây giờ thì trước đây là bà có cái một cái nền nhà ở ngay chỗ. Chỗ nào? Chỗ gần nhà anh Hồng gì? Hồng Tỏa ấy. Bé Tẹo ấy. Úi. Rổng này chứ trước là dư. Trong nhà thằng Dư ở gì? Ừ. Dư vào đấy ở xong em gặp xong thằng Dư được giúp làm nhà đấy gì? Đấy. Nhưng mà phải của bà không? Thử hỏi lại xem. Trước kia là xin cái nhà kia làm cho bà. Nhà quan trọng là cũng phải có một mảnh để cho bà trồng ngô, trồng riếc, trồng rau. Trước kia là không có đường, đường thế nào. Có chặn đường đi lại nữa cơ. Hay xem chỗ này còn chỗ nào nữa không, làm cho cái nữa. Phu dọc đây lên còn chỗ nào không? Ngay chỗ cái cua, chỗ có cái nhà mọi khi mình hay để xe có một cái nền để bé ở đấy. Nền đấy là của nhà thằng ấy báo rồi. Lúc dưới đây còn không anh Hồng? Tôi dưới này á. Lúc dưới này. Đúng này của họ hết. Đất họ hết. Xong chưa, sự cái xẻng được chưa? Thế thôi, qua thôi, được rồi, thế thôi. Xúc cho nhanh. Đưa tôi thử cuốc tí này. Bọn này cuốc hời hời quá. Đưa đây. Cuốc. À, đi đâu đấy? À, mày thấy anh cuốc khỏe không? Cho cuốc bổ chi nữa. Chỉ cho anh chế trả lưu mà thả lưu. Cho bổ chi một thai à? Cuốc cho bổ chi một thai nè. Cuốc này gọi là cuốc cát. Sau thắng nhỉ, xúc như chú này này, xúc đến đâu xúc sạch hơn rồi đấy. Tắt vào trong. Đừng xúc thế, mày xúc thế không phải được, mày đứng ở dưới. Đứng ở dưới này này. Đây, đầu cuốc đây. Đây. Xúc đâu? Đây. Đồ này trên cái xúc đất rồi. Xúc đến đâu xúc sạch hơn rồi đấy, như này thì nó dễ. Đây. Ra, cái chỗ này cho bác Hồng. Mà đi lên nhà anh ăn cơm buổi trưa ở trên đấy á. Đấy. Ừ. Rồi. Đấu ở dưới này thôi. Anh hôm nay buổi trưa lên nhà anh ăn, nhưng buổi tối xuống đây nấu ăn đây. Tối là mang cái nồi đây. Ôi giời ơi, gần đấy còn xuống ngủ. Cho thằng Sự nó kê thứ bố con thằng Sự sau này nó ăn nó cũng phải nấu ở dưới này chứ. Buổi trưa ăn nấu đây rồi đi về hết ra làm. Anh đi làm cho. Đấy. 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 Đấy.
Thắng làm được. Xây đá thì phải nhận được. Thế này giúp cái cát này đi trước được. Rồi, đốt tiền vàng đây. Chỗ này là đẹp đấy. Thế rất đẹp. Đẹp quá. Được rồi Vương ơi, cháu bê cái mâm cơm về đi, xong là nấu cơm ở trên nhà. Bê về đi. Bê đồ đó. Để chai nước lại cho anh em uống. Để đấy, để đấy. Để đấy, để đấy. Uống rượu uống luôn đi. Nước vào. Đá sôi anh em, đá sôi thì bỏ lại thôi. Không nhìn thấy gì chưa? Thôi cứ cầm về đi. Đồ quần áo của bố con sự thì tối ngủ luôn đây này. Bỏ xe ra. Kê cái ván lên. Nằm trong này, hai bố con nằm trong này thoải mái. Không có ván đấy. Không có, phải giải bạt, giải chiếu ra mà nằm. Gỡ cánh cửa này xuống này. Gỡ cánh cửa ra là được thế rồi. Con trai của sự béo năm nay bao tuổi nhỉ? 16 tuổi rồi. 16 tuổi à? Vâng. À, có 16 tuổi rồi đấy. Được đấy nhờ. Tới này đi làm. Đấy, đấy rồi. Ừ. Rồi, tầm này rồi đấy. Ừ. Đo thử ra, mang thước đây. 6 mét rồi. Ừ. Từ từ đó. 6 mét thì chắc nó lấy vào khoảng 5 mét 9, 5 mét 8. 5 mét 6, mét 8. Ờ, được rồi, được rồi. Tầm này thôi, 6 mét rồi. Mang thước ra căng áng sao được, có thước kìa. Đây này, mang thước ra căng nào. Được rồi, từ từ ăn thôi. Để căng thử ăn. Không, ông phải lấy chứ. Ông phải lấy gốc đằng kia. Không, không trừ thế đâu, sữa này thôi, 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 không, không. Không, không, không trừ kiểu đấy. Chơi bài thế đâu. Ồ, không, không. Nào, nó đây. 4 mét chưa? Mấy mét đấy, 4 mét chỗ nào?
Hả? À? Chỉ vào đây, đúng chỗ đây. 2 mét nữa. Đấy. 2 mét mấy đấy? 2 mét chưa? 2 mét. Đấy, 4. Đấy, 6 mét đấy. Đây. Cứ đào hết đấy. Ừ. Đào hết đây từ đây xong đấy. Đấy, ông cứ áng áng hụt mất luôn 20 phần. Đúng không? Chắc chắn rồi. Đây lúc nãy chả chỉ vào đây, mà là đến đây mà. Được rồi, bây giờ cho cuốc đến đây đi. Xong rồi, xong cuốc vuông vào kia. Cuốc ở đây. Đây ông lại đóng chém đi. Xuống nó. Đấy, quánh luôn góc qua kia luôn. Đây phải cắm cước để đào cao lên trên đó. Con nhỏ trên mái. Chỗ này nhiều hơi nông đào này hay hả? Cái này là đến hết trên đá rồi, xong bắt đầu làm đấy mà. Xây đá ấy là vừa. Đá là vừa không đào xuống lên. Bên trên nó không sợ mấy, còn sợ dưới này phải đồng rộng ra một tí. Đúng rồi. Tống đá nhiều vào. Tống đá nhiều vào. Tống đá vào. Như này chắc quấn thế nhỉ. Các tự phù hộ đấy. Tròn vo. Tròn vo luôn. Đây như này đẹp. Thời tiết nắng ráo thoải mái. Đẳng cấp luôn đấy nhỉ, quấn tròn vo. Nắng trang trang Hà Giang. Ông ngài ra đây mình lên thăm cũng tiện. Mình lên thăm cũng tiện. Thôi nhờ chuyện nó thả ra đi. Con này bên kia là được chén rượu đấy. Bên Nghĩa Lộ. Ừ. Cho lên rừng chơi nhá, lên rừng. Bỏ cái thước của sự ra lùi cái xe nó lại cho nó đỡ vướng. Sự có cái xe này đi bốc ấy nhà. Ngon đấy. Giờ ai bằng sự nữa đâu. Hôm nay mà có điều kiện rồi giờ đi giúp bà con thôi. Ông sự là ông bỏ công ra xây như này là ông cứ tính trung bình ra mỗi ngày là bố 200 con 150 một ngày là ngày là 350 tiền công. Đó, ở đây mà giúp 10 ngày là cũng giúp bà con coi như là giúp ông ngài được 3,5 triệu đấy. Đấy, không có tiền mặt thì rút tiền công. Hai bố con nào ừ. Đúng không? Ừ. Vâng, 200 một công, tính rẻ. 200 một công mẹ, cơm nuôi. Đấy. À. Ừ. Không con nhỏ hơn tính 150. Ừ. Bố thợ chính thì lương 200. Còn con thợ phụ thì lương 150. Nhờ sự nhờ. Nhưng mà sự vẫn thấy vui mà đúng không? Hả? Tại vì đây là mình tình nguyện mà đúng không? Nắng đấy, lần này làm mà vất đấy nhá. Nên buổi chiều được cái có mấy cây này là mát này nè. Đây này, chiều mát lắm. Chiều đây mặt trời bên này à. Sáng mọc bên này, chiều mọc nặn bên này. Ừ. Đây, mua bạt này, mua cá mắm này. Đấy, mua trứng này. Trứng không được nhỉ? Trứng hay là hay nguyên cá mắm đi nhỉ? Trứng sợ ấy. Cho một thùng mì tôm. Cho nó ăn cơm thôi.
À, này, mua một thùng mì tôm này. Bạt thì mua cứ đủ che xuống đấy nhìn cân chiều 4 mét là được, đủ che si là được. Chiều 6 là được. Ờ, che si. Nhá, cá mắm này, mấy cả bạt thôi. Cá mắm bạt. À. Mì tôm, một thùng mì tôm. Thế đó, trứng thôi. Còn gạo thì anh Hồng phải cung cấp. Đúng không? Cơm cá mắm làm thợ xây. Ăn khát nước chết. Nước nôi thì bố con anh Hồng với anh Vương là sẽ phục vụ đun nước. Đấy, cứ phải đào xuống chắc đến cái củ ấy. Mai nó nứt đấy. Anh Hồng ạ. Nó phải xuống chứ. Xây này chục ngày xong không? Sự. Hả? Phải do thời tiết cơ. Ờ. Nhưng mình mưa mình cũng chơi sợ cái gì. Có bạt. Xây sao chơi được. Ừ. Còn lúc chát thì sao? Ừ. Nếu chát thì chát là mặt tiền này, nếu mặt ở trong nhà đấy nhá. Ừ. Đằng sau không phải chát đấy. Ông mà làm tốt mấy hôm nữa mà tôi mà bán được hàng, các cô bác mà ủng hộ mặt hàng của tôi nhiều, mà tôi sẽ giúp được bà máy nữa, tôi chuyển bà máy ra nữa, ông lại tiếp tục xây nhà bà máy. Được không? Ừ. Quốc đây này, Quốc đây, chào đi. Vào việc luôn đi. Làm liên tục vào cho nó tụt cân đi. Đấy, cho nó khỏe. Xẻng xúc cào mạnh tay vào, ghi chặt tay xuống đấy. Anh Hồng cuốc cái đấy cũng khỏe đấy nhờ, cố rồi nhờ. Chọc chọc cẩn thận, nó chọc vào chân nó hồng ấy. Cái đường này là trước đào bằng tay đánh đầu làm khu này này. Ừ. Khu này á. Ừ. Đúng rồi, đánh đầu làm ở đây đấy. Căng đấy nhỉ. Căng đấy làm mấy chục ngày. Ừ. Mở đường lên đánh đầu đấy. Sự béo này của ông vẫn phải hạ xuống tí nữa ấy. Vẫn phải hạ xuống tí nữa đấy. Tống đá nhiều vào. Đúng không? Cứ một lớp trước ấy. Ừ. Một lớp trước là
À quên lúc nãy có dây ống nước chưa? Để dẫn nước về chưa? Ống nước trong cái à? Bác để trộn vữa này, vẫn phải bắt cái nước này vào chứ. Nước ăn cho phải lấy trên cái chỗ nhà tính thôi. Ừ. Nước ăn này, điện này. Điện này. Bây giờ yêu có công tơ nào nhỉ? Nếu cần thiết thì cho điện xuống luôn. Mà điện thì ăn theo công tơ nhà anh. Để ông ngài còn sử dụng nữa này. Như thế thì phải kéo dây. Ừ. Sáng nay đào xong móng chứ nhỉ? Chiều nay 10 giờ à, sáng nay 10 giờ đổ cái ấy rồi, chiều các xây luôn. Cố gắng quật xong cái móng đi buổi sáng. Sắt đâu? Sắt cái gì? Đổ xây đá mà. Mai mới rắc dầm cho 4 thanh vào. Ở trên này có cần phải có cái không, cột gì? Không. Có một cái quai răng ấy. Cột giữa. Cột quai răng ngang này thôi. Là một cái quai răng ấy à? À. Một cái thôi. Ờ. À. Một cái là giữa là một cái nóc cái trong. Ờ à, đúng rồi. Ừ. Cần một cái hai. Nhưng mà ở hai chỗ đấy là chỗ quai răng đấy là ông phải xây cho nó ấy vào. Thay mà nó xa mà tí được mà. Phải à, để cho nó chống cái quái giang ấy. Không là nó yếu đấy. Tại vì mình xây từng gạch nghiêng mà. Thì cái không thì cái chỗ đấy là ông phải chơi cột đấy vào. Xây gạch quay ngang ra nữa. Nó quay về đằng sau rồi này. Đúng không? Nó quay ngang chuyển đằng sau. Ừ. Chơi dọc vào nữa. Xong là cái chỗ gác đấy là phải cho lùa 2-3 thanh sắt vào. Nó mệt chưa? Mệt. Nó mệt à? Hả? Hỏi nó mệt chưa mà mệt rồi. Mà thế phải làm đi. Ô tô về rồi đấy. Ờ, kệ ô tô. Ừ. Nói chưa, đang có 16 tuổi không biết gì. 16 tuổi chưa biết gì nhỉ? Bố mày mà 16 tuổi là bố mày biết yêu rồi đấy. Lấy vợ rồi. Ừ. Lấy vợ rồi đấy. Mày chưa biết gì. Xem là chở đá đổ vào chỗ nào chỉ cho người ta. Đằng sau đống cát kìa. Đá bây giờ phục vụ trước đấy. Phục vụ trước cái đổ vào đâu? Đá phục vụ trước thì anh cứ đổ vào chỗ nào gần gần một tí. Đấy, gần gần chỗ đấy. Nhấc nhấc cái cọc kia đóng lại đi. Nhấc cái cọc đóng lui vào để ấy. Ba khối phải không? Ờ. Ba khối đổ luôn đây được. Nhấc cái cọc kia đóng vào đây đi.
khối đá. Có khối đá rất là nhiều đấy nhá. Cứ kè vào cho nó khỏe. Xin kê trong này à? Anh em ở bên này có phòng nghỉ không? Chỗ này họ để xin hết rồi. Đây là tối ngủ đang được rồi. Ngủ căng bạt. Ngủ đây, căng bạt á? Hay là ngủ trong này hay là căng bạt? Muốn ngủ trong này thôi. Ờ à, thế thì ngủ trong đấy thì đang xin. Chào chú. À. Để hơi chặt kìa. Chú là chở vật liệu đúng không? Chú chở cái này thì chú cứ chở cho cháu xong là ghi vào, xong hôm nào xong thì cháu lên cháu cộng cho gửi tiền nhé. À, cháu là người trực tiếp giả. Anh này các anh này anh sẽ nhận. Thì mới chả có 5 tạ để làm tạ được, cái đường nó tắc có đi đâu. 5 tạ à? Xây đủ cái móng mai chứ, nó làm xong cái đám mai đây để chở mà. Vâng, vâng, vâng. Tắc đường qua đi vào qua đi sắp chết. Ừ. 5 tạ thì... Cái này phải đi đường Phú Linh chứ chứ. Lại có đi được. 5 tạ cho về đây được anh... Nhấc mết mấy đống củi ra. Mượn hai đống củi này cho nằm ra đây. Cho nằm lên ra đây. Củi của nhà thằng em là mượn. Ờ thế thì được. Cho nó nào vậy đây. Cho hai bó nằm ra. Mượn hai bó. Đấy. 5 tạ thôi mà, 10 bao mà, chiều nay làm luôn mà. Đấy. Dựng luôn cái cây vào đây, nằm cho nằm lên đây. Nhất là... Nhất trong là... ấy, trong cùng ấy. Rồi. Nhất là cái xi ấy. Ừ. Còn nó hỏng mất xi thì... Hỏng làm ra được xi này, chiều về làm hỏng ra. Nào. Để anh ấy ném xuống cho hai ông đỡ dưới này. Thấp thế này được rồi, còn cao thế thì nổ hết. Không, cao thì không biết. Không, nếu mà anh cho một đầu xuống là nó nổ ngay. À thế à? Kiểu nó ép xuống hả? 5 tạ à? 5 tạ. 10 bao. Dừng hết gạt ra đường, đi được. Đá này có mà xây được cả nhà bà máy nữa. Đúng rồi. Dùng bao nhiêu đâu mà cái máy này. Mai trở lên lại trở lên. Nếu bà máy xây nữa thì tiện luôn nhỉ. Ừ. Thế là sự đi nhiều việc quá. Suốt ngày chỉ đi làm này thì chết. Đá phải chở đổ lui vào hẳn trong cái kia. Không á, mai người kia không dùng hết á, khuân chết. Hay là đổ đằng kia, đổ qua. Ờ. Chứ còn không á, đổ đây mai khuân. Lại đi vác đá. Mai ăn không hết là hỏng thật. Đấy đổ vào đây xong là đổ một cái đằng xa đằng đống cát kìa. Thiếu khách từ bên kia trở sang. Ừ. Mai nó chết được. Cho xi vào đi. Ướt rồi đấy. Thank you.
sát đi, cái sát ở đây bao nhiêu thì đi bảo anh kia luôn. Ừ, sự sắt bao nhiêu để mai đổ dầm. Móng thì 4. Ê, có qua cả luôn thì đấy 4 mét mà. 2 cây luôn. 2 cây. 2 cây xong rồi đó. 2 cây chạy dầm rồi. Ông muốn cái dầm này nữa mà. Đây, cho 3 cây đấy. 3 cây làm cây cầu cửa đấy, các cửa. Này, dầm này mà. Dầm này không có sắt à? Dầm đấy không có, ở đá rồi. Không, vẫn phải dầm chứ. Sắt này rồi xong rồi đổ lên dầm lên. Đổ dầm ra. Xếp đá xong đổ dầm lên nữa. Đúng rồi. Thế thì phải thế là phải 6 cây. 3 cây chạy quanh dầm. Thế thì 2 cây theo dầm thôi, bây giờ có móng đá rồi. Ờ. À. Thì còn ở trên cái dầm này nữa. Móng đá này là quá khỏe rồi đấy. Hả? Móng đá này là khỏe lắm. Nhưng mà không cần nữa hả sao? Không, vẫn phải dầm. Cho một lớp mỏng mỏng mà này. Đúng rồi, đúng rồi. Ô, dây cước kìa, dây cước kìa. Rồi. Không hết. Đổ sang bên kia nữa. Bằng ngày móng này cái nhà này một chiều có 6 m, một chiều có 4 m 3. Đây. Đây thì hôm qua cái nhà này. Cháu tính cho cái móng này chỉ có 2 khối thôi mà. Nhà này có thể làm được 2. Chỗ này làm 2 cái nhà luôn. Chính nhà cái đá này đi nhặt dưới suối này các còn đủ. Bằng ngày là phải có búa đập nữa à? Chú chở 6 cây sắt 10 sắt xico ấy. Xico mới to hơn. Đấy đủ. Sắt 10 à? Sắt 10. 6 cây. 6 cây đâu. Lấy cái gì thì không phải bê bằng cái này, cái bọn này chả ít. Lấy thôi. Đâu. Bỏ. Cái bây giờ 6 cây sắt này mới cả cái gì nữa à? Xi. Xi thôi. Vâng. Xi thì khoảng chợ mưa nhiều quá thì khoảng thỉnh thoảng sang sang thỉnh thoảng. Mà... không, bây giờ như này, chú chở 5 tạ rồi đúng không? Chiều chiều chú cho cháu bao nhiêu tấm bà lô nhỉ? 60 tấm bà lô. 60 tấm bà lô mới cả 10 tấm nóc bà lô mới cả 3 1 tấn rưỡi xi nữa mới cả 6 cây sắt đủ một chuyến. Đấy bảo anh kia. Đúng không? Cháu à cái gì? Sắt 6 mét kia này nhá, sắt lật pro kia này nhá. Làm cái hút trợ tròn để hút ờ sắt sắt xà này luôn lấy luôn được. Sắt xà nữa. Chở cùng chuyến luôn. 48. 48 lật pro sợ nó có hơi yếu không? Để dọc thoải mái nhỉ, 48. Quay ra một cái quay ra sát cái sắt thì người lại thiếu cũng được. À. Không cần lại đủ đâu, để thiếu cũng được. Là dễ cũng được. Mai làm cái máy bê bê đây xong là làm cái ống hút lên. Ừ. 60 tấm vào lô. 60 tấm có hết không? 60 tấm á, 6. Cái này vậy. 6 mét 3 hàng, 1 hàng lên 6 mét phải không? Một bên khoảng 3 hàng phải không? Vâng, là 60 tấm. 18 chắc không hết 60 tấm đâu. 50 tấm. 50 tấm. 50 tấm. Ừ. 50 tấm, 10 tấm nóc. Cái nhà tắm nữa. Nhà tắm thì đổ máy bằng. Đổ máy bằng luôn à? À. 50 tấm pro à.
Vâng, 50 tấm vào lô, 10 tấm nóc, đến 10 tấm nóc không? Lâu cả. 10 tấm không hết đâu. 6 mét, 8 tấm, 8 tấm. 8 tấm. Nếu mà 6 mét thì khoảng 7 tấm. 7 tấm. Ừ, thì anh cứ cho 8 tấm. 8 tấm nóc. Mấy cái gì nữa nhỉ? Sắt xà bao nhiêu cây? Mỗi bên này là 3 cây 6. 3 cây 4 6 là 6 cây 6 4 6. 8 cây. 48. 8 cây. 8 cây 48 à? 4 cây. 4. À đúng rồi. Cái này 5 nhân 5 thôi, bởi vì trong này có một. Không lấy vuông đâu, phải lấy loại kia mới khỏe. Bản to. Ừ. Với là cái cây trong trong nhà một cây nữa. Khỏe là vừa đủ nặng. Một cây nào? Một cây trống. 9 cây rồi. Anh cho 9 cây. 9 cây là một cây là nhâm người nhá. Còn 4 cây ở 8 cây là 5 x 5. Sao lại cứ lấy vuông rồi thế nào? Đừng lấy vuông. Không, ý là một cây 10 là ở giữa thôi. À nhưng mà lấy cái sát vuông làm gì? 48 mới khỏe. 48 nó là xà này, nó phải nghiêng cái này. 48 xà này 10 mà. Ừ. Không, bây giờ lấy 48 đi tư đi. Cái nhà này ông đi cứ 5 năm vuông, mấy ông giống ông vàng ngày xưa làm cứ lấy sắt vuông. Không rốt. Làm sao mà nó chịu lực được khỏe bằng 48? Đá bản nó to hơn. Nó không bằng được nhưng mà vẫn có một đua đang có 3 mét rồi mà. Đua nào? Đua như thế này nó có 3 mét rồi mà. Thì có một cây ở giữa trống nữa rồi, nó khỏe lắm. Trống nào nhỉ? Ông chẳng có một cái dầm ở dưới này thì cột nó trống ở đây rồi, còn nó đua ra đâu có 3 mét đâu mà. Rất là khỏe luôn. Ừ, thì lúc nào chả có cái cây có kèo ở giữa rồi đây. Ở giữa kia phải 10. Cái cây trống này gì? 48 thì làm sao? Tốn một tí rồi. Không biết làm. Kèo ở dưới này gì? Ừ. Không, nó dầm chạy qua đây rồi mà, anh đổ dầm mà. Ừ. Có một cái trống này nóc đây mà. Còn đây thì chỉ còn 3 mét thôi. Thế thì lấy 48 đây cũng được. 48 là 5 vuông được, cũng khỏe mà. Tùy thôi. 48 cần thiết ra, ông cắt đôi ra, ông chập vuông vào để nó hai cây này luôn. Thế là 9 cây à? 9 cây 48 nhá. Vâng. 9 cây. Mấy cây thì 10 nữa. Một cây cắt đôi còn 8 cây là nó làm thành sào quá rồi. Đấy. À sắt 10 sắt gì nhỉ? Sắt à sắt 6 để đổ mái này. Lấy 20 cân nữa. 20 cân nữa. Đổ mái bếp mới cả đổ nắp nhà vệ sinh. Đủ rồi. Thoải mái rồi. Em tính tấn rưỡi. Đây 5 tạ rồi. Tất cả mình lấy 2 tấn. À 2 tấn. À tại vì để sau lại còn chở cát hay chở gì nữa, nó kèm theo nó 5 tạ, nhà này cùng lắm là 2 tấn rưỡi. Còn một xe cát chát thôi mà. Ừ, đây, sau chở theo vắt là kèm theo xi nữa là ok. Nhà của ông này chắc là tầm... Thế bây giờ là cứ ghi là 2 tấn rưỡi đấy là 3 tấn. Bọn em đi là bọn em khác cân nhắc để sắp xếp thêm chuyến. Không, anh chở về đây 1 tấn rưỡi thôi, đấy là đây lấy 5 tạ rồi, hôm nay lấy thêm tấn rưỡi nữa. Ừ. Nhưng mà chiều là chở luôn được cho cái này càng tốt. À kia đi. Ôi vì nó vướng cái đám ma kia thì vòng người xa lắm. Đây thì vòng thì xa lắm. Nhưng mà không có sắt để bọn nó đổ răng đổ giếc này. Chiều nay là nó đấy để đóng cột va răng rồi. Thở máy xây được cái xây móng thôi. Dàn thì chắc là mai thôi. Dưới kia chắc có. Sắt á? Dưới kia có. Dưới xã? Ờ thế thôi. Dàn thì chắc là mai thôi. Còn xây cái móng thôi được rồi, thế mai anh chở đi. Mai chở một chuyến cho nó dễ nhá. Cho một tổng thế cho nó ghi xong đến lúc thanh toán một chỗ. Được. Đúng không? Nhiều chỗ khó. Ừ. Đây còn gạch bi là 2.000 à? Vâng. À còn gạch nữa. Gạch bi 2.000. 2.000 trước á. Đấy mình chở mỗi chuyến 1.000 là ném xi lên thoải mái mà. Ném các đồ thiếu gì thì có gọi thêm. Sau còn bể phốt bể phiếc, ống nước này, cút các kiểu. Còn ống à, được rồi, ok. Thế là chiều mai bác chở cho một cái đấy nữa. Vâng. Ừ. Là chiều nay phải đi bắt nước rồi. Bác gì chiều nay xếp đá vào rồi. Ờ, mà vẫn đổ vữa, vẫn phải có vữa trội. Vẫn phải trộn nước vào. Giờ là thắng là còn phải mua một cuộn nước nữa.
một cuộn ống nước nữa để ấy, giờ họ chở đồ chở vật liệu thôi. Chắc là mình lấy 100 mét thôi. Lấy cho anh 100 mét nhá. Bảo chở lên luôn được không? Lấy cho em anh 100 mét xong. Bây giờ chở lên luôn để con Thắng vào đây nó trả tiền. Chở lên đây, chở lên trên này cho anh trả tiền. Cổng nhà anh lên luôn này. Đầu đường bê tông. Hả? 100 mét được, về những kia thoải mái, bác từ kia ra. Lấy từ cái vòi này ra thôi mà. Ờ. Thiếu thì lại lấy thêm. Bây giờ tạm thời cái nước này dùng để ấy à. Trộn vữa trộn viếc đi, có nước trộn vữa chiều nay. Nước này không uống được đâu. Hả? Nước này không uống được đâu. Trên kia nó là cái gì? Trên kia thì chuồng trại các trên kia thì không có chuồng trại. À. Họ thả trâu thôi. Thả trâu thôi. Chỗ này thì không có. Nhưng mà để mà so với nguồn lũng Cáng là sạch hơn lũng Cáng nhiều. Lũng Cáng cũng có nguồn bé bé nó để thiếu ra thôi, không phải thiếu nguồn to đâu. Ở trên đây có những cái nguồn bé bé ra không? Ở đây không có. Ừ. Bây giờ cái lắp vào đây ạ, tính sau. Đào mạnh đi cu. Giật thật lực vào đây. Quên lúc nãy bác sự về đây không bảo mở xe ra để lấy cho cái ấy, cái chai nước nữa uống. Bảo chưa, bảo mang chưa? Tắt máy. Sao? Rồi bây giờ thì đã cho anh Hồng anh ấy đi mua dây rồi, họ không chở lên cho. Làm 200 mét. Mất khoảng tầm độ 1 triệu nữa tiền dây nữa cho ông ngài có nguồn nước về. Đằng nào cũng phải mua nguồn nước luôn. Tí nữa anh Hồng anh ấy kéo nguồn nước xong là tranh thủ ăn cơm xong cái là chiều nay đổ cái móng đá luôn. Vì Thắng này không ở lại. Sáng mai cho sự nó đóng cốt pha, nó đổ cái đấy. Làm tiếp. Này, một cửa nhá, cửa lệch vào chỗ này một tí. À không, đúng rồi, cửa lệch vào đây. Cửa bên kia chứ. Không, cửa không phải giữa đâu nhá, cửa không vào giữa. Cửa chắc chắn không phải giữa rồi. À, cửa là nó sẽ bên này đó. Lệch đây xong một cửa sổ bên này. Buồng kê, giường nằm ở đây. Ừ. Giường nằm đây, một cửa sổ ở đây. Là một cửa chính đây. Một cửa chính vào đây. Một cửa vào bếp đây, một cửa vào nhà vệ sinh đây. Đúng rồi, chuẩn. Ở chỗ này là vào bếp lò. Xong là làm đổ mái thẳng ra hai cái bên xong là làm ống hút lên trên luôn. Đổ mái thẳng cái nhà vệ sinh thôi, còn ống hút là hút lên bếp lò luôn rồi. Hút to luôn đấy. Nhìn thấy cái nhà trên Mèo Vạc hôm lên nhìn thấy chưa? Có làm chưa? Chưa. Ống bếp lò đấy, nó làm. Ống hút lò lên to ra. Ông không chịu để ý chứ không đấy. Có nghĩa là cái chỗ này nó sẽ chia đôi ra. Một nửa này là bếp lò, một nửa này là vào nhà bên nhà vệ sinh, nhà tắm. Tách ra. Chỗ này là tường tách ra chứ. Ừ, tách đôi thôi. Cái bể phốt thì đào ở chỗ này. Bể phốt thì nó chảy thẳng xuống dưới cái. Đúng rồi. Ừ. Không cần đào. Ừ. Cho ống chảy xuống này. Ừ. Bể phốt vẫn phải lọc đấy, không được chảy thẳng trực tiếp ra ngoài đâu, hôi lắm không được đâu, vẫn phải có 3 bể lọc đấy, nhưng mà nó nhỏ thôi, không cần to một mình mà. À. Còn cái đường ngang cái nữa là ok đấy. À chỗ kia con phải lấy cuốc chim cuốc. Đây cu. Cuốc chim, cuốc trước nữa đi. Cuốc mạnh vào. Cuốc một lượt. Cuốc một lượt đi.
mà sao nó cứ cong veo veo như thế này. Nó làm đi nhìn người nó mới rắn rắn vào, hiểu không? Ngồi bạt cho này. Quần này được ấy. Bao tiền quần này? 230. Ồ, thế thôi à? Ừ. Thế sao bảo 8-900? Loại này lời mỏng, lời mỏng dính à. Lời này không có, lời này nó ấy thôi. Nè. Có được không? Được. Ừ. Dưới kia họ nó bán lợn này thôi, lợn dày phải ra hạ giá. Thế à? 230.000 à? 230. Nhưng mà vẫn dẫn được nước gì? Này nước này cu. Nước. Ui, nước mát luôn. Xin nước. Mệt thế đấy nhờ. Xin bản tháng. Anh Hậu cũng uống không? Đây Hậu rồi. Xin bản tháng. 230. Tí thì em đưa tiền cho họ. Nhà Long Ký nhá. Long Ký. Bây giờ xong là mình khẩn trương đào xong cái móng này để chiều nay đấy. Chiều nay là xếp đá luôn. Ừ. Chiều nay răng dây kéo vữa xếp đá. Đến tận đấy cơ à? Ừ. Dài thế. Làm gì đến đấy đâu sự. Có. À. Ừ. Sau tính theo cái tường tường lên. Vâng. Đây là móng chịu lực đúng không? À, đi đâu về đây? À. Sự đợt này làm đây xong rồi biết luôn anh Hồng luôn nhỉ. Anh em kết nghĩa huynh đệ luôn nhỉ. Biết lâu rồi nhưng mà chẳng qua là chưa thân nữa. Chưa thân luôn. Là thân luôn. Thân. Cùng nhau luôn. Trước kia là chỉ biết qua ra nhà hàng thôi đúng không? Đúng rồi. Là thỏ vàng, thỏ vàng. Đó tráng. Tráng ăn sự. Tráng. Ừ. Tráng mỹ sự. Tráng à.
Tráng Mỹ à. Giang A Thắng. Nguyễn Xuân Hồng. Nguyễn Xuân Hồng à? Dạ. Đỏ tên nào, đỏ họ luôn. Đấy, thế là cái nền nó sẽ cao lên rồi đấy, đúng không? À, xong cái này cái là đi kéo nước cho nước nó chảy về đây rồi gã, xong là bắt đầu mới ấy, xong là về nghỉ ngơi ăn cơm trưa, cơm trưa xong chiều bắt đầu trộn vữa mới là ấy móng, đúng không? Mai chắc là hủ được một người thôi. Mai nhà, mai anh hộ hay Vương hộ? Vương hộ không được, anh hộ không được. Anh đây vừa đi mua về đấy. Còn đào cái đường kia cho họ làm. Ừ. Ý là kéo hai ông kéo dần ra đấy, ra cái hộ phát. Kéo cho phát, kéo từ cái kia ra. Cho có nước về đây phát. Để tí nữa ấy. Đấy, mua ống này, loại ống này nó bền này. Ừ. Dẻo. Ông Hồng ông còn thích cái loại bảo ống to ống cứng. Ống to cơ. Cứng kìa, mấy hôm mục luôn, nó hài luôn, nhựa đều. Cái này mới là nhựa này. Nhựa này mới là nhựa PVC này, nhựa kia, cái loại nhựa để mấy hôm, hàng gia công vậy. Kéo đi anh em, kéo nước về đây, chiều cho anh em nó trộn vữa. Không phải dày mà đã tốt đâu. Anh Hồng ạ, hả? Ống nhựa không phải là ống dày là ống tốt, hiểu không? Nhưng mà ống dày nó bán theo cân và tính ra nó vẫn bị đắt mà. Đây anh Sư cầm đầu này đi. Kéo đi em ở đây em mở đây cho. Đi đi. Bắt xe ra. Không bao giờ vỡ. Anh cứ kéo đi tí 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 chỉnh sau. Có nước về đây là được. Còn mai mình chôn sau chứ. Nước về lên téc nhá. Đi vào thác luôn đi. À đi xuống cống đây, có cống đây. Xuống cống đây. Thằng này đi kéo đi, tôi kéo với Sư đi. Cởi áo ra xong đấy xuống kéo đi, bỏ điện thoại đây đi. Ống này ông nào mà người dám vỡ. Ai bảo vỡ đâu. Cởi áo ra cu ạ, ông cẩn thận ướt áo. Cho đi làm cùng sự thời gian cho nó teo đi. Thật đấy, nó phệ quá rồi. Hả? Tao nghĩ không phải biết là phải đổ răng nữa. Móng đá chứ. Quả này. Nó lứt tường này. Lứt luôn này. Nếu có móng sắt là tốt hơn. Nó lứt. Ngay. Nó có móng sắt nó giữ được. Nó móng đá đến lúc một thời gian nó co co bữa nó lứt luôn tường.
lên mà hả? Sao? Mấy ông này kéo nước kiểu gì? Hả? Tha đi, kéo vào tha đi. Kéo phải lên cao kìa thì nó mới nước về được. Lấy trên đỉnh đác không? Đi qua bụi tre đây đấy. Nó phải cao hơn cái chỗ này chứ. Đâu, nó đâu? Ừ. Đâu, nó đâu? Nó đi vào đường nào nhỉ? Và nó phải cao hơn được. Không được, thấp quá, tít trên kia. Ôi, chỗ này ăn thua gì? Chỗ này nước sao chảy về được? Lên hết trên kia kìa. Rồi, mắc lên trên này. Mắc lên được trên đấy không? Đây. Cài được vào đấy không? Đi đằng trên vào. Chịu khó ướt tí. Cẩn thận nhá. Đấy, cài đấy. Đè cái gì vào được không? Cho sâu vào, xong đè vào trong. Lấy viên đá nhờ, đè vào. Kéo đây, kéo dây ra đây. Đưa đây, đưa đây. Đưa dây đây, đưa đây, đây cầm cho anh. Xong rồi bê hòn đá vào. Rồi, vào đi. Đấy, ở ngay đấy, ngay đấy, ngay đấy. Lên trên tí nữa cài cho chắc vào. Ờ, đè đấy. Đấy, nhấc thêm mấy hòn nữa. Nhấc thêm mấy hòn nữa. Đừng đè gãy nhá.
sờ xem ống nó có bị bẹp không. Đấy, đè thêm mấy hòn to to vào, chèn vào, chặn nước vào, chặn nước vào. Đấy, đây chỗ này là nước ăn được cái này. Được rồi đấy. Được rồi. Gì đấy? Được rồi. Được rồi á? À. Cho ống lên trên để dưới nước này sao được? Cho ống ông đâu? Ống lên bờ chứ. Ở đây trôi luôn. Mưa cái hỏng luôn ống luôn. Chèn nó, chèn nó, chèn trên kia đâu rồi? Bắt ống lên bờ đi. Được rồi. Đèn trên đầu rồi. Hả? Thấp gì, cao vút hơn rồi. Em lên đấy rồi. Cho ống trên rồi đi. Cho ống lên trên rồi đi. Chặt làm gì, buộc vào. Cho vào trong đi, cho vào trong đi, cho vào trong là được đấy. Rồi, ok. Bây giờ là buổi trưa, anh em Thắng kéo nước là xong rồi. Giờ bắt đầu di chuyển về này. Lên nhà anh Hồng ăn cơm trưa. Buổi tối thì sẽ không nấu cơm ở nhà anh Hồng nữa mà chuyển nồi các thứ đây xuống đây nấu cơm. Đó. Móng như này là chiều là bắt đầu ném đá vào được rồi. Nổi lên. Lên nhà ông Hồng ăn cơm nghỉ trưa tí. Mai là xi măng gì biết là lấy cái bạt này che hết này. Đổ xe trên trống nó tí đổ. Thấy Hồng khóa cổ. Đi. Đồ đặt để đây được không nhỉ anh Hồng? Thoải mái. Đồ đặt để đây. Anh em phải chống dậy lên ăn cơm không nhỉ? Mà ta chứ à? Các bạn thấy đường đi nhà anh Hồng nữa. Lúa nương, lúa riếc.
Cơm xong bát xuống làm luôn nhá. Đây là lúa tốt nhỉ? Này lúa lép hay lúa gì đấy anh nghe không? Nương. Lép ấy, lép đường đấy. Nó gọi nương ấy, nương thường nhưng mà nương này nó lép. Đây là cốp nhờ. Căng thật đấy. Nên là những hồng không phải là dư giảm. Này ăn bữa cỗ này chết rồi. Không gọi. Có dâu anh Hồng đi viện về. Nhưng mà vẫn đeo được dâu này ai đấy nhỉ. Lúa thơm phức. Nguyên mùi là lúa. Bạt ngàn lúa nương. Hạt lúa. Ngon nhỉ, hạt nhỉ. Xuống. Nếp. Cây lúa cao hơn đầu luôn. Hỏi mấy anh em đi đâu rồi? Đi ăn cơm trưa. Đi ăn cơm trưa đấy. Thôi thế là cây mỡ này đi rồi. Mỡ xanh này. Cây mỡ xanh này họ bán à anh Hồng? Anh Hồng? Anh Hồng? Cây mỡ xanh này họ bán gì à? Họ làm gì hay bán? Mông thì thấy ở trên cao. Đây nhà ông Tính, Tình Tang. Nội sự với cả anh em này dạ đi có vẻ thấy yếu hơn hẳn rồi. Kém quá, leo dốc. Kém quá. Nhất là ông sự taxi rủ. Xuống sức trầm trọng. 50 rồi. Không biết là gì hết rồi. Ok, ăn gì. Cái này em sờ xem, cũng chắc lắm. Cứng quá đây. Dạng cứng quá rồi đấy. Chuẩn bị chắc phải uống xương khớp của bác Chản này.
Được không? Có trả cái 5 triệu không anh? Được. 5 triệu cũng được đúng không? Ừ. Được nhỉ. Mình uống luôn từ bây giờ. 5 triệu uống luôn từ bây giờ. Ta không bao giờ được rồi. Tấm chi phí. Thế là ông về ăn. Có mấy quả chín đây này. Ủa, cũng quá. Không chơi được. Cơm chín chưa? Bày mâm đi. Được. Được phải được to và được phải cười chứ, được. Cái này bảo rồi. Cái này mua cái gạch. Gạch hoa. Gạch hoa 50 2 tấm gạch thoải mái. Còn bố Vương. Đi đâu hết rồi? Bà ngoại bà nội đi đâu rồi? Thân bò rồi à? Thế còn thằng kia, một thằng thứ hai đâu? Một thằng đi học rồi. À. Nhà, neo người nhà. Đi học là lại... Nhưng mà chăn bò như này em tính anh không giàu được. Một công người lớn mà đi chăn một con bò. Sao giàu được? Không giàu được. Bảo sao thực sự nó không mua một con bò chăn là như vậy. Thực sự nó mà chăn nó phải chăn 20 con bò. Rồi, bỏ chăn. Bây giờ mà cứ một công xong đi chăn con bò. Một con chứ không phải một người. Ờ. Thế là con người là một người. Ừ. Thế mà bây giờ cái anh phải tận dụng cái công đấy chứ, cái công đấy chị đi làm thuê ở ngoài toàn 200 nghìn đúng không? Đúng không? Chị ra ngoài kia làm mới cả đi vừa rồi đi làm mới toàn 200 nghìn đúng không? Này không được. Tính lại. Ờ công trẻ con thì được. Đúng không? Nhà trẻ con ấy. Lớp 5, lớp 6 ấy. Thỉnh thoảng không làm gì về các cỏ cho ừ. Chứ còn như này chết. Lỗ vỡ mặt hớt. Bò đá con bò, bây giờ con bò thì bò đực. Chặt cỏ thôi. Bán cỏ. Sau này 5 lãi được triệu, 2 triệu không? Rồi. Gì đấy, nuôi 2 năm lãi vừa rồi bán lãi được triệu. Không được, không được. Chơi này, thất sách. Trồng cỏ tranh thủ luôn được. Chặt 10 tính lại đi. Cuột, cuột lên. Thiếu ở riêng cái chật đó phải lên trên này nhỉ, mà thắng nhỉ? Lên trên nào? Trên anh Hồng ấy. Ở á? Ừ? Tùy ông thôi. Đi lại được thì đi. Cố gắng rồi. Còn như tôi mang, bảo anh Hồng mang gạo đấy, mang mượn một cái nồi nấu cơm, một nồi nấu canh, hai cái bát, ba cái bát, hai bố con. Tiện. Tối thì ngủ được, buổi trưa thì ăn được đấy. Buổi trưa. Rồi, ăn cơm trưa đi. Bữa nay làm nước chấm chưa cô ơi? Làm chưa? Có cây hay đấy. Có đâu? Có. Ra đây, mấy ông, nha. Ra đây. Ra đây nào, nhen. Con bố Vương. Ra đây nào. Ra ông Thắng cho ăn thịt. Ờ, đúng rồi. Nó cay nhá. Này. Ăn miếng thịt gà trước nha. Cầm. Ông xé cho. Ông Thắng rồi đấy. Ông trẻ đấy nhỉ. Ông trẻ rồi. Đây. Ông lấy thịt cho. À, xin ông ơi. Xin ông đi. Ừ. Mày. Ông còn chưa có đứa thứ hai. Ngon nha. Nói. Ông nhai xương. Mưa thì mình nghỉ rồi, chiều lại tạnh mưa lại làm tiếp.
nó đây. Nó mới giỏng của nó. Thằng đấy ăn khỏe lắm, thằng đấy phải 4 bát. Thằng nào? Con sữa. Ăn khỏe, ăn tốt. Ừ. Khỏe mà. Giảm đi. Ngồi sắp vào chú Quế. Mai lên thằng một tạ nữa thì mày giống cái thằng ở trên mèo vạc kia. Mày. Ngồi xe hỏng mà xe. Mà chưa có làm vào. Còn động đi. Ăn thì ăn nhưng mà làm nhiều vào nó mới phát triển được cơ xương. Chịu khó nói lên cái cho nó bốc hơi đi. Nhắc giống bố mày nhỉ. Nói nhiều một tí. Bố thì nói hết rồi. Thì vẫn nên nói thôi. Mấy anh em leo núi hôm nay uống lọc của ở dưới đấy. Lọc ấy, lọc ấy, rượu lọc ấy, rót đi. Cho ly đi. Làm một hai chén rồi cho nó hung hăng. Có. Vâng. Cháu em. Cháu. Cháu, cháu, cháu. Anh Hồng cách nhau không bao nhiêu sao. Con này sao mà đuổi con, à đuổi con cục cào. Siêu đấy. Cá cào cũng chạy vào mâm mà gà cũng chạy vào mâm luôn. Đấy. Gà sống rồi chờ gà chín. Gà sống chờ gà chín. Đúa đúa không ơi. Anh em còn cười này. Đúa. Nói ra nào. Giới thiệu tên tuổi là địa chỉ ở đâu. Nó biết gì mà nói. Mày cứ bắt nó nói phải có cái việc gì nói. Nó ra ngoài nhà nó biết bác lâu lắm rồi, còn nó bác còn chưa biết tên nó còn giới thiệu tên nó đâu. Nó cứ chào bác sự rồi nó chả nói gì. Nó chào rồi bác sự là tốt rồi đấy. Nó cười đấy. Bác còn chả nói gì với nó. Bác chả màu là. Xong nhanh không? Đấy bảo ngồi đây nhỉ. Chém đi. Ăn cơm đi. Chiều mua thêm cái gì nữa bảo nó bắt thêm con vịt con biếc thì bảo Vương nó mua. Đưa tiền cho Vương xong chuyển hai cái nồi như kia. Đấy. Một nồi canh một nồi cơm được. Cơm nồi canh. Bát mấy cái cho bố con sự đoạn hồng xuống đấy làm cơm trường đấy nhà cơm trường thì chắc rồi không ở đấy làm nó làm đến nơi đến chốn đấy cho nó ra làm nhá. Anh Hồng thì anh ấy ngày mai anh phải làm đường bác Huỳnh Tấn Đức cho xi cho nước cho một đá làm trên kia nhà nào cũng phải làm đường nên là bên trên đấy làm đường rồi tôi đi về. Đó. Quê tôi đang lũ lụt, tôi chạy về tí xem nhà cửa mới là quê hương thế nào. Còn ông thì cứ ở đây mấy nữa tôi quay lại ăn cơm đi anh. Mời em mời anh cơm, mời mọi người đi. Mời các bạn cô bác đấy. Mời các anh em. Mời tất cả các bạn nhé. Mời anh Hồng và tháng tất cả nhà nhé. Cơm nhé. Bán cơm đi Vương. Nấu muống à. Lâu lắm rồi ăn nấu muống xào tỏi. Mà nó xào hơi nhừ chắc là xào lâu rồi đúng không? Để lâu rồi. Nhờ hợp. Mày nhai nhờ. Nấu kiểu nấu cháo rồi nhỉ. Chiều xem có nhà nào có vịt thì đưa tiền cho đi bắt nhá. Con vịt đây ngan đấy. Vịt ở đây có. Ngan. Ngan trên nguyên chạy đời đường ngay. Ngan thì chắc có. Không là bảo Vương bổ không? Luộc cái kia. Với ăn cơm. Nó cho nó cái quạt kia về nữa. Ăn đi, anh đi. Không khỏe vậy đi. Thơm đi. Lợn ăn trong này vẫn khác luôn nhỉ. Thì lợn ngon mà. Mua trưng hai cái ở chỗ hôm nào em mua của đầu lên đánh dầu hai đấy. À, ngon. Sáng nay em đi ra tận chợ luôn à? À. Mai mua ít về Tuyên Quang. Rồi. Mai nó bán đâu? Bèm. Sáng mai đi. Mai đi qua hôm nốt đấy. Không được ngon như này. Thịt ngon này mà. Thơm này mà. Ăn mỡ ngon. Con lợn này chắc chắn là lợn đán dầu. Con này không biết bắt được đâu về. Nó hơn tạ. Hay sáng nay mình không ăn sáng nhỉ? Cảm thấy nó ngon đấy.
sáng đâu. Đây, rồi. Ừ. Đó, uống đây. Ừ. Tên là Tỏa. Tỏa. Ừ. Vâng, uống rượu à? Em trao tên là Nắng. Tao sự. Kết. Nhất. Ừ. Cho Vương chén. Thôi. Mày uống rượu vào này cũng được. Ờ, chưa được uống. Rượu này mày phải 3 tháng nữa mới được uống rượu này. Vợ vừa đẻ. Nè. Con trai anh Hồng to tướng nhỉ? Ừ, to tướng. Con trai ông là to tướng. Đứa em còn cao hơn đấy. Không như là gen đột biến à? Đột biến đâu, vợ ông cao, vợ anh Hồng cao nhưng giống ngoại, giống ngoại, giống ngoại. Anh Hồng là họ tên đầy đủ là Cao Xuân Hồng. Cao Xuân Hồng. Chưa đúng cáng rồi ngồi ghế đấy. Nguyễn Xuân Hồng đau đau chân. Con lưng. Bữa anh Quốc kia. Nhông thế nhỉ? Thôi, lấy thuốc bác chả uống. Xong uống. Hả? Lưng này bị trước đi làm hơi nặng quá. Đau lâu quá mà. Ừ. Anh làm bị. Bây giờ nắng mưa thì mình biết nó báo trước. Ừ. Đúng. Nó dự báo thời tiết chưa? Ừ. Đúng. Cho bát cơm ấy, hôm nay 2 bát cơm. Nổ. Hôm nay sáng. Ừ. Cơm mới ngon hả? Lợn này thịt lợn ngon. Ngon mà, con lợn này ngon. Không phải lợn nào cũng được cái này đâu. Ừ. Lợn đen nhưng mà không được ngon này đâu. Con này không có một tí tăng trọng vào luôn, kể cả từ bé. Ăn phát là biết. Lợn nó thơm. Con gà này ngon. Thế là chị Vương đi chăn trâu xuyên buổi trưa luôn à? À chăn bò ấy. Chăn bò tối về không? Chăn cả trưa, cả ngày luôn. Không như con dê nhỉ? Dê chăn 2 tiếng non nhỉ? Dê 2 tiếng rồi. Anh trồng cỏ đi, đỡ phải đi chăn. Trồng không kịp. Cỏ có mà. Cỏ nhiều lúc nó bận nữa. Mùa đông. Mùa đông rồi bận, có việc. Đây là thời gian bận. Thời gian cỏ bận. Càng chặt nó càng ra chứ. Còn mùa này chặt là nó không ra rồi. Nó không phải dưới thấp. Trên này mấy hôm nữa sớm muối hết mà. Tầm tháng 11, tháng 12 cỏ không có gì cho cho ăn thôi. Này nó chưa sống với người vùng cao nhiều. Cũng phải Nguyễn Tất Thắng mới đọc được hết bài. Cỏ chỉ có tước lá, không bao giờ dám chặt cụt đi. Chặt là tua luôn đó. Ừ. Nó không lên, nó thối luôn gốc luôn đấy. Như nhà em dưới kia trồng là một bãi kia, một xa kia. Trần sau một trận lũ vắt cỏ lên luôn. Sau trồng cỏ phải cỏ bé luôn. Kia, lá bé kia nó mới chặt được nhiều lần. Ừ. Cỏ voi, cỏ lá to kia chỉ chặt được 2 lần thôi, một năm. Chặt non quá thì nó chết được cả gốc đấy. Ừ. Nhà mình trồng ở bãi bồi hay là sao rồi. Còn không nuôi bò nuôi trâu nữa cho họ chặt hết. Ừ. Đây còn một bãi của ông anh ở ngay chỗ ông Ủy ban Ngọc Linh. Nào, làm chén cho nóng người đi nhỉ. Dạo dược đi, thành công dạo dược thôi. Ừ. Nha, cảm ơn Thắng nha. Mó. Làm bún mắm lên nè. Bư. Rồi, tất cả đều chung tay thôi. Người bỏ tiền, người bỏ của anh em. Cố gắng là cho sao ông ngài ông ấy có cái nhà ở. Anh thì có khi ngày mai làm được ngày kia tắm lên hổ được. Ừ. Mai làm đường cả cả ngày à? Làm cả làm ngày có khi còn được không ấy? Mai chờ vật liệu ấy mà đấy. Sự mai nó chỉ đóng cốt pha không biết là xong bán biết đấy, này. Vẫn còn cốt pha đấy. Ừ. Bây giờ còn cốt pha ấy. Chưa đi xẻ đây này. Đó, bán nó biết nào. Xem như nào. Hay là mua cái mỏng á. Ừ. Mỏng thì vẫn phải có ấy chứ. Không phải trắng rồi. Ừ. Không phải có nhưng mà cái kim mỏng không cần dày. Móng đá là một lớp sao rồi. 15 phân. Bằng cái đổ đường á.
Đấy. Nước hẳn bẩn đấy. Đâu dương cả nước. Ừ. Ủa, ăn gì ra? Không ăn rồi. Nói. Không ăn rồi. Ôi rồi xin. Rồi thế nào? Nào. Nào làm nốt chén đây. Nốt chén này thôi nhỉ. Thì chiều làm tiếp. À. Có vài lẻng. Chiều nấu tí canh đắng ăn. Giọt mâm đi. Còn đây là còn bố sự còn bố hồng. Lợn đi. To hơn đâu? Này nó thằng này là bé thấp hơn. Son con 16 tuổi, Vương 19 tuổi nhỉ? Rồi, kết thúc cái video của mình ở đây. Buổi sáng này tiếp tục các bác xem những cái video sau vào buổi chiều. Đấy, tiếp tục làm các công việc, ăn bữa cơm trưa tại nhà anh Hồng rồi.